đó. Biết chia sẻ, biết rất quan tâm, còn đảm đang thì thôi thôi. Vân Vân có nghe là ở người dân tộc có một số những cái phong tục rất là lạ luôn. Hệ hả? Mà không biết là người Nùng là như thế nào nè. Đúng rồi, để qua xem coi đàn gái coi phong tục thế nào. Chào em gái. Ôi, dễ thương quá. Dễ thương lắm. Ừ. Người Nùng phong thì con gái đi cưới thì... trai hả? Dạ, con trai đi cưới gái ạ. Có cần cái gì không? Thủ tục gì không? Chắc ở miền Bắc thì chắc có, chứ còn vô trong Nam thì tụi em không cần thủ tục gì hết trơn. Người Nùng ngày xưa đi cưới nhau em thấy có thầy cũng đi cũng kính đồ theo các kiểu ạ. Dạ. Bây giờ có còn thủ tục đó không? Dạ, tùy từng nhà thôi ạ. Còn nhà em thì em chưa thấy ạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết quan tâm em là được rồi. Bộ đội thì quan tâm, chăm sóc rất là kỹ nhưng mà thiếu thời gian chăm sóc chút xíu. Được không? Được ạ. Bên kia là thoải mái rồi đó. Dạ. Còn bên em đi cưới hỏi sao? Theo phong tục bên em á thì đối với gia đình nữ thì nữ là đi cưới, nữ là đi cưới. Nữ cưới chồng hả? Dạ vâng. Chết rồi. Sao? Sao? Bên đây là mẫu hệ, tức là nữ phải đi cưới chồng. Rồi cưới thì phải xính lễ sao để tôi biết nhà bên đây tôi lo lắng lễ, nè. Một là cái vòng cầu hôn, hai là tùy theo hai bên gia đình có thể mang bò mang gà thì qua thách cưới. Trời ơi. Không, thí dụ bây giờ mình thương quá nè. Dạ. Hai người gặp nhau rồi trong quá trình tìm hiểu mình thương chàng trai này quá. Rồi em có dám đi cưới bên đây theo thủ tục bên đây không? Thôi mình ra ở riêng đi, ở riêng đi. Ở riêng cũng phải cưới chứ. Mới cưới hai bên. Cưới hai bên là ngộ lắm á. Đó, hỏi coi là bạn trai sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sao em? Em thì bên hai gia đình có thể em sẽ lựa chọn là sẽ cưới bạn gái. Cưới bạn gái. Mình sẽ cưới được không? Cưới được. Cơ bản thì gia đình sẽ không có phản đối gì hết. Em chào chị. Bạn trai rắn rỏi ha. Chào bạn. Trời ơi, bạn tưởng tượng cái người bạn gái bên đây như thế nào? Em tưởng là một người bạn gái chắc là tóc dài, rất xinh đẹp, gọn gàng. Có vậy thôi. Trời ơi, gặp người thân đi. Ừ. Đây chắc là chỉ huy của bạn này đúng không? Chỉ huy có một chút ý kiến đi. Kính thưa quý vị khán giả, thưa cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, thưa nhà gái. Ồ, chanh dây, nhà chồng hả bé? Dạ vâng ạ. Mời bạn nam. Rồi, bây giờ bạn nữ nè, mình giới thiệu về bản thân mình một chút coi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Điệp, năm nay 24 tuổi, đang công tác và làm việc tại Bệnh viện Âu Cơ, là nữ hộ sinh. Quê em ở Cao Bằng, em dân tộc Nùng ạ. À, hèn gì, tức là người dân tộc Nùng cho nên là cái giọng nói hơi như vậy. Quê Cao Bằng, sống và làm việc ở đâu em? Ở Đồng Nai ạ. Mời chú bộ đội. Trước tiên xin gửi lời chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, chào em, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Isem Nia, nay 29 tuổi, hiện nay đang công tác tại tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 xã E Leo, huyện E Leo, tỉnh Đắk Lắk, chức vụ hiện tại là chính trị viên đại đội. Em là tên gì? Isem Nia. Như vậy là cũng là người dân tộc rồi. Dạ. Bạn dân tộc gì? Dạ em là dân tộc Ede chị. Ủa, này là Vân không rành lắm á Linh ơi. Dân tộc ED với dân tộc Nùng là ở hai miền khác nhau khác đúng không? Khác xa nhau. Ồ, nhưng mà bạn này cũng là Cao Bằng. Ở đây là Đắk Lắk. Quê em ở Cao Bằng nhưng mà em ở Đắk Lắk ạ. À, bạn ở Đắk Lắk luôn hả? Dạ. Hay quá. Vậy là làm ở Đồng Nai, quê Cao Bằng mà sống Đắk Lắk. Em ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Krông Năng, cũng gần E Leo. Vậy là hợp lý luôn á. Nhưng mà chị muốn hỏi em chút xíu nè. Em thích yêu bộ đội hả? Dạ vâng ạ. Tại sao vậy? Đẹp trai nè, vui tính, với lại nhiều tài lệ. Rồi bắn súng hơi bị siêu nữa. Vậy là mê bắn súng rồi đúng không? Dạ. Yên tâm, chú đội bắn liên tục. Bữa nào chỉ anh bắn súng với coi. Rồi cái điểm yếu điểm mạnh em thì là gì? Điểm mạnh của em là biết chăm người già, trẻ em. Điểm yếu là hơi nhút nhát một xíu, nói chuyện hơi nhạt. Nói chuyện hơi nhạt là do đối phương họ nhận xét chứ sao mình tự nhận xét mình được. Chứ nãy giờ chị nhìn em là rất có duyên luôn á.
mặc dù đang rất là rung á Linh. Mình nghe cô gái người nùng là mình thấy dễ thương rồi đó. Rồi còn bạn nam kìa, điểm mạnh điểm yếu sao nè? Dạ, trước tiên thì nói về điểm mạnh của mình. Một là rất là hiền, hai là nhiệt tình, ba là không hút thuốc. Còn là em có một cái điểm yếu thôi, đó là ít nói. Nói ít mà làm nhiều, làm tốt là được rồi. Điệp đã yêu bao giờ chưa? Có, trải qua hai mối tình, lâu quá không nói chuyện xong rồi thì im xong rồi chia tay luôn. Tại sao lại không nói chuyện, không gặp nhau hả? Dạ vâng. Tại yêu sao? Yêu xa hả? Dạ. Cả hai mối tình đều như vậy luôn? Dạ vâng. Lần này đâu dám yêu xa nữa hả? Dạ, yêu gần chút cho đỡ xa mặt cách lòng. Còn em trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trước đây có trải qua hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên, một mối tình trước khi mình đi lính. Thì xong là chia tay. Đến từ đó đến bây giờ thì chưa có mối tình nào hết. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Trước hết là về cái tính cách và đó hiền. Thứ hai là đảm đang, biết quan tâm đến người khác. Biết chia sẻ cái công việc hiện tại của mình. Vì công việc em thời gian gặp rất là ít. Những cái điểm mà bạn nói là mình có cái điểm gì trong đó? Biết chia sẻ, biết quan tâm. Còn đảm đang thì thôi thôi. Vân Vân có nghe là ở người dân tộc có một số những cái phong tục rất là lạ mẫu luôn. Mẫu hệ hả? Mà không biết là người nùng là như thế nào nè. Rồi, để qua xem coi đàn gái coi phong tục thế nào. Chào em gái. Ôi, dễ thương quá. Dễ thương lắm. Ừ. Người nùng thì con gái đi cưới thì... trai hả? Dạ, con trai đi cưới gái ạ. Có cần cái gì không? Thủ tục gì không? Chắc ở miền Bắc thì chắc có, chứ còn vô trong Nam thì tụi em không cần thủ tục gì hết trơn. Người nùng ngày xưa đi cưới nhau em thấy có thầy cúng đi cúng kính đồ heo các kiểu ạ. Dạ. Bây giờ có còn thủ tục đó không? Dạ, tùy từng nhà thôi ạ. Còn nhà em thì em chưa thấy ạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết quan tâm em là được rồi. Bộ đội thì quan tâm, chăm sóc rất là kỹ nhưng mà thiếu thời gian chăm sóc. Dạ. Chút xíu. Được không? Được ạ. Bên kia là thoải mái rồi đó. Dạ. Còn bên em đi cưới hỏi sao? Theo phong tục bên em á thì đối với gia đình nữ thì nữ là đi cưới, nữ là đi cưới. Nữ cưới chồng hả? Dạ vâng. Chết rồi. Sao? Sao? Bên đây là mẫu hệ, tức là nữ phải đi cưới chồng. Rồi cưới thì phải xính lễ sao? Để tôi biết nhà bên đây tôi lo lắng lễ, nè. Một là cái vòng cầu hôn, hai là tùy theo hai bên gia đình có thể mang bò mang gà thì qua thách cưới. Trời ơi. Không, thí dụ bây giờ mình thương quá nè. Dạ. Hai người gặp nhau rồi trong quá trình tìm hiểu mình thương chàng trai này quá. Rồi em có dám đi cưới bên đây theo thủ tục bên đây không? Thôi mình ra ở riêng đi, ở riêng đi. Ở riêng cũng phải cưới chứ. Thôi cưới hai bên. Cưới hai bên là ngộ lắm á. Đó, hỏi coi là bạn trai sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sao em? Em thì bên hai gia đình có thể em sẽ lựa chọn là sẽ cưới bạn gái. Cưới bạn gái. Mình sẽ cưới được không? Cưới được. Cơ bản thì gia đình sẽ không có phản đối gì hết. Em chào chị. Bạn trai rắn rỏi ha. Chào bạn. Trời ơi, bạn tưởng tượng cái người bạn gái bên đây như thế nào? Em tưởng là một người bạn gái chắc là tóc dài, rất xinh đẹp, gọn gàng. Đó vậy. Chờ gặp người thân đi. Ừ. Đây chắc là chỉ huy của bạn này đúng không? Chỉ huy có một chút ý kiến đi. Kính thưa quý vị khán giả, thưa cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, thưa nhà gái. Hôm nay thì hai anh em tôi vượt qua quãng đường gần 400 km từ Đắk Lắk xuống đây tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và với quyết tâm đi một là phải về hai. Còn nói về đồng chí Islam thì về cuộc sống thì đồng chí rất tình cảm. Trong công việc thì đồng chí rất trách nhiệm. Còn đối với bạn nữ thì trước hết rất cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho những người lính như chúng tôi. Nên là cũng mong sao bạn gái rồi là gia đình bên gái tạo điều kiện, mong sao hai bạn mở lòng ra và cho nhau một cơ hội. Xin hết. Hay quá. Cảm ơn chị Huy. Còn em nè, bây giờ ai sẽ là người thay mặt bên nhà gái để mà nói chuyện nào? Dạ, chị đồng nghiệp của em ạ. Chị em thân thiết ạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bên nhà trai và chào quý vị khán giả ạ. Thì em thấy anh cũng hiền lành và chững chạc. Hai người có điểm chung đó là hiền lành và ít nói. Nếu như anh chấp nhận bên nhà gái em thì anh cũng phải chấp nhận bên là tại vì bên em là bên ngành y tế ấy, đi trực đêm rất là nhiều
nên anh cũng phải thông cảm điều này cho bên nhà gái tụi em. Và em mong sao hai bạn cũng cho nhau cơ hội ạ. Rồi, cảm ơn nhà gái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên trò chuyện nha. Mở rào. À, đến tới chương trình thì anh cũng có một món quà, một đóa hoa tươi thắm cũng như món quà thấy gùi với bắp từ quê nhà để dành tặng cho em. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Trời ơi. Em cũng có món quà tặng cho anh. Hy vọng cái may mắn này sẽ đem lại may mắn cho anh với cả biệt danh dây này trong quá trình anh rèn luyện và làm việc á, giúp anh giải khát rồi bổ sung thể lực ạ. Cảm ơn anh. Islam biết hát tiếng ED không? Tiếng ED thì em cũng không biết hát cho lắm. Nhưng mà thôi, đến góp cuối chương trình em xin hát tặng bạn gái với toàn thể quý vị một bài hát cũng mang âm hưởng Tây Nguyên. Bài Còn yêu nhau thì để Buôn Ma Thuột. Đứng nhìn bạn gái kìa, Islam đó. Bắt đầu. Và chút lắng tí. Em gái nè, dạ vâng. Tiếng nùng á là em yêu anh nói sao? Nói cho bạn nam có phấn chấn lên coi. Em nói tiếng Tây được không ạ? Tiếng Tây, tiếng nùng gì cũng được. Nọng biếc trai. Có chút gì đó nó quên đoạn đầu. Em sẽ hát một bài hát bài Đồng Ngàn Cao Nguyên. Đêm nay ta chung tay bên nhau, men rượu ấm nồng nàn, và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu. Tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta, dần xóa tan đi bao muôn phiền, cho dòng suối mát hòa khúc ai rầy nồng nàn. Rừng ngàn làn gió hay lắng tai nghe, rừng núi hướng về nơi đây. Trời cao nguyên đêm sao lấp lánh, soi mặt em thơ dáng người. Và thấp thoáng kia dáng nhà sàn, lửa sáng lung linh. Ngàn rừng thông vi vu reo vui, đón những người con về đây. Rộng vòng tay hòa cùng lời ca tình anh em. Bạn gái có thể đáp lại đi. Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về xứ. Thôi, thôi được rồi, rồi đây. Hai bạn gần như bạn nào cũng mắc cỡ hết trơn á. Trò chuyện với nhau đi nào. Bạn đang làm ở Đồng Nai, ấy với anh là đang công tác ở xã Eleo. Cái khoảng cách nó xa, cái gặp gỡ thường xuyên của mình có bị ảnh hưởng không? Em nghĩ là không bị ảnh hưởng, tại vì nhà em cũng ở Đắk Lắk, mà em cũng dự tính là về Đắk Lắk làm việc ạ. Nếu đi lần gặp đầu tiên thì em muốn mình sẽ gặp ở đâu? Em nghĩ là nên gặp ở Đắk Lắk đi. Thì anh sẽ đưa em đến chỗ kia, khu sinh thái gần nhà anh. Đấy, nơi này là kia có những ngôi nhà sàn truyền thống rất là đẹp. Anh quan điểm về tình yêu thế nào ạ? Nói chung là quan điểm tình yêu nó của anh rất đơn giản. Đấy, căn bản là mình hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau đấy, trong vấn đề cuộc sống. Và trong những lúc vất vả khăn mình giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn đó. Gia đình của anh có yêu cầu gì về người vợ tương lai hay người yêu tương lai của anh không? Nói chung thì đối với gia đình thì rất là đơn giản thôi. Chỉ cần người gái hiền dịu, biết công việc gia đình, biết chăm lo cho gia đình, vậy là đủ rồi. Chăm lo về sức khỏe thì có thể được, nhưng mà nấu ăn thì hơi bị kém á. Vấn đề nấu ăn thì mình phải học từ từ. Anh không phải bội, tại vì anh cũng là một người biết nấu ăn.
Nếu như em đồng ý thì em sẽ định tầm bao lâu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em cảm thấy là khi nào mình đủ thời gian tìm hiểu thích hợp thì có thể tiến tới. Bên dân tộc em thường thì sẽ là trai về cưới gái á, thế nên anh có chấp nhận như vậy không ạ? Không có phát thành vấn đề gì hết. Bây giờ là em nói một câu gì với cô gái đi, trong lòng em như thế nào, em có chút rung động gì với cô gái đối diện hay không, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút bắt đầu đi em trai. Quá gần gặp đầu tiên gặp em á, thì thấy em rất là dễ thương và anh mong rằng chúng ta sẽ dắt tay nhau về Buôn Thuột trong thời gian tới. Em nói bằng tiếng ED thử coi, nói lớn lên thử coi. Eong Khap Te là gì? Nghĩa là anh yêu em. Cô gái này gật đầu rồi đó, dạ đó. Dạ có hiểu câu đó. Em hiểu câu đó không? Dạ cũng biết một số từ thôi. Hèn chi nghe cái dạ liền ha. Dạ liền. Rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Rất là đồng điệu luôn, đồng nhịp luôn á trời. Nắm tay nhau đi nào. Đó, tiếng Anh thì em nói sao quên rồi. Eong Khap Te. Nói lớn lên coi. Eong Khap Te. Em nói tiếng Tây đúng không? Ở tiếng Tây đó, nãy em nói lại đó. Nào nghiệp trai. Giờ mình hôn gái ngày mai. Xin phép vị anh giả cùng định bạn gái thì phép hôn bạn gái. Chúc hai bạn sẽ sớm hiểu nhau hơn, rồi sớm chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp nhé. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng. Trời ơi dễ thương. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, đó. Dễ thương hết sợ luôn á. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ekip thực hiện chương trình Mạng Nguyễn Hòa xuống đơn vị để chúng ta có thể chia sẻ và giao lưu với các đồng chí bộ đội. Biết đâu có nhiều đồng chí tiếp tục đăng ký chương trình Bạn Với Em Hòa. Đúng.